bắt đầu cười chào. Em chào tất cả mọi người, cả nhà có ai đang on giờ này không ạ? Ba giờ rồi, mọi người có nhớ là em có hẹn với mọi người là 3 giờ sẽ livestream không ta? Có ai đang xem livestream của em không nè? Cho em một chấm để em biết tín hiệu của em được tốt nha. Mọi người ơi, hiện tại bây giờ mọi người đang làm gì vậy? Alo. À, em chào chị Lan Nguyễn. À, chị Lan Nguyễn ơi, hôm nay là em sẽ livestream để mình chia sẻ về những cái chương trình mà bên em đang có đó, thì nếu như mà chị quan tâm thì chị theo dõi livestream với em nha. Mình chia sẻ livestream về tường nhà để cho mọi người cùng xem nha chị. Chỉ mới có 2 người vào xem thôi, mọi người đâu hết rồi ta? Chị Lan ơi, chị Lan có nghe rõ tín hiệu của bên em không? Cho em biết với. Alo, có ai nghe rõ tín hiệu của em cho em một chấm với nha. Dạ rõ lắm, em cảm ơn chị Lan nha. Chị Lan chia sẻ về tường của mình cho mọi người cùng vô xem nha. Hôm nay em sẽ chia sẻ về một số dòng nước hoa và công ty em có chương trình khuyến mãi nữa. À, em chào Ti Ti. À, mình xem livestream rồi, mình chia sẻ về tường nhà cho mọi người cùng xem giúp em nha. Chị Ti Ti ơi, tín hiệu của bên em có rõ không chị? Hôm nay hơi vắng ta. Chắc mọi người có nhớ là mình có hẹn livestream vào lúc 3 giờ không? Buổi trưa hôm nay thì bên em có một trục trặc chút xíu về 3G nên là bên em không có livestream được đúng thời điểm nên phải dời về đây. Em có đăng status rồi, không biết mọi người có theo dõi không ha? Em chào chị Sen Ngân. Chị ơi, chị có nghe rõ livestream của bên em không? Chị để lại cho em một chấm với chị Ngân nha. Mọi người có ai đang xem với em không? Cho em một chấm với. Hôm nay em sẽ chia sẻ về nước hoa. Mọi người có xem livestream thì chia sẻ về tường nhà cho bạn bè của mình cùng xem nha. Hôm nay sẽ có một vài thông tin rất hữu ích và những chương trình khuyến mãi mua hàng tại Mixi trong tháng 6 nữa. À, Ti Ti ơi, cái chương trình sale 199 đó là bên em vừa kết thúc vào ngày hôm qua rồi. Sắp tới thì bên em sẽ có những cái chương trình khuyến mãi mới, sẽ khuyến mãi giảm giá. Khi mà mình mua chai full thì bên em sẽ tặng một cái voucher, hoặc là có một vài chương trình đó thì sẽ giảm giá được 10% trên một sản phẩm luôn. Thì mình có thể là theo dõi fanpage của bên em để có được thông tin để giảm giá nha.
Dạ, từ 10 đến 30% lận chị Ti Ti nha. Em chào chị Cathy Lam ạ. Chị mới vào, chị có nghe rõ thì để lại cho em một chấm nha chị. Bước qua tháng 6 rồi, ngày hôm nay thì bên em sẽ có một vài chương trình khuyến mãi trong tháng 6 dành cho khách hàng thích sử dụng nước hoa và đã mua nước hoa tại Mixi, cũng như là mình sắp mua nước hoa tại Mixi nha. Mọi người theo dõi để nhận được chương trình khuyến mãi nha. Đợi mọi người vào đông một chút xíu rồi thì em sẽ chia sẻ về cái buổi livestream ngày hôm nay nha. Dạ em chào chị Cáo My ạ. Nước hoa bên bạn cao quá, có chính hãng không? Dạ vâng ạ, nước hoa bên em là hàng chính hãng nha chị. Khi chị mua nước hoa của bên em á, thì bên em sẽ có dán tem, và dán tem của công ty và viết phiếu bảo hành để cam kết là nước hoa chính hãng nha. Trong quá trình sử dụng á, nếu như mà mình phát hiện ra là hàng fake thì bên em sẽ hoàn tiền lại 100% luôn chị nha. Cam kết với chị là hàng chính hãng. Còn về việc giá á, thì có thể là nếu như mà mình thấy giá thành cao quá thì có thể là mình chờ đợi những chương trình khuyến mãi á, mình sẽ mua thì sẽ được có một cái giá tốt hơn để sử dụng cho nước hoa hàng chính hãng nha chị. Nếu mà chị xem rõ livestream của em thì chị để lại cho em một chấm nha chị My. Dạ rồi, bây giờ thì như cái câu hỏi của chị My á, là chị My luôn luôn lo ngại khi mà mình sử dụng nước hoa nhưng mà mình không có biết là có phải là hàng chính hãng hay không. Thì buổi livestream ngày hôm nay á, em sẽ chia sẻ với lại mọi người dùng nước hoa về cái cách mà mình có thể phân biệt được nước hoa chính hãng hay là nước hoa hàng fake nha. Ở đây em có chuẩn bị sẵn một chai nước hoa full siêu. Đây là chai nước hoa của Versace. Bây giờ thì nếu mà mình nhìn vào cái chai nước hoa á, thì mình sẽ không có phân biệt được ngay đâu là hàng chính hãng hay là hàng fake. Thì nó sẽ có một vài yếu tố để mình phân biệt được. Và cái yếu tố mà nhiều người họ thường hay sử dụng nhất á, là họ sẽ check cái mã vạch trong chai nước hoa. Là cái mã vạch nằm ở đây nha. Đây, cái mã vạch này á, thì nếu như mà check cái mã vạch đó thì nó sẽ ra nhanh nhất cái thông tin của chai nước hoa. Ví dụ như là chai nước hoa này là chai nước hoa tên gì, của hãng nào sản xuất, ngày sản xuất, thông tin của chai nước hoa, về việc giá thị trường nữa. Tuy nhiên á, là cái mã vạch này hiện tại bây giờ nó có thể bị sao chép và làm lại được. Vì thế cho nên là cái cách mà check mã vạch đó thì nó không còn được tin tưởng nữa. Bởi vì cái phần mềm mã vạch này á, nếu như mà ai đó có một chút xíu về lập trình á, thì họ có thể tự viết được cái phần mềm mã vạch này. Và những cái thông tin trên mã vạch này á, người viết ra hoàn toàn có thể tự cập nhật, nên là tính chính xác sẽ không cao, vì tất cả cái phần mềm này á, không phải là phần mềm của hãng. Vì thế cho nên là nếu như mà ai đó mà dùng cái mã vạch này để check á, thì cái khả năng mà mình biết hàng chính hãng hay là hàng fake á, thì nó chỉ có 1-10% thôi, nó hoàn toàn không chính xác. Ở Việt Nam hiện tại á, thì có một vài phần mềm khi mà bạn check ra mã vạch á, mà nó không hiển thị đầy đủ thông tin á, còn cho phép bạn cập nhật thông tin cho đầy đủ, thì rõ ràng là những cái thông tin này á, được cập nhật lên nhưng mà không có ai kiểm định, cũng như là không có ai biết chính xác được là cái thông tin này có đúng hay không. Bởi vì tất cả các hãng nước hoa thì họ không bao giờ mua cái phần mềm này về để họ cập nhật thông tin lên và họ sửa thông tin mỗi ngày. Ngoài cái mã vạch này á, thì cái mã vạch này á, là một cái cách nó bất cập khá là nhiều, nên mà mình không thể nào mình check được cái mã vạch này. Còn về cái chai nước hoa á, để phân biệt chai nước hoa chính hãng á, thì điều đầu tiên á, là mình sẽ nhìn ở bên ngoài của chai nước hoa nha. Ở bên ngoài của chai nước hoa thì tất cả các thông tin
về chai nước hoa cũng như là hãng nước hoa, hoặc là những cái hoa văn trên cái chai nước hoa này đều được in rất là tinh tế và hoa văn rất là sắc nét, không bị mờ nhạt cũng không bị lem. Có những cái chai nước hoa hàng phay á, thì những cái tên in như thế này có thể là bị mờ, bị nhòe, bị lem. Và thậm chí á, là có một vài chai nước hoa là viết sai lỗi chính tả luôn. Theo như mình bán nước hoa từ trước đến giờ thì lâu lâu mình cũng thấy một chai nước hoa nó bị viết sai lỗi chính tả, thì khả năng đó là chai nước hoa hàng giả nha. Ngoài ra thì mình còn phân biệt được nữa là một cái siêu ni lông. Các bạn thấy không, mà cái siêu ni lông ở ngoài cái chai nước hoa này, cái siêu ni lông này á, là một là hàng chính hãng á, thì sẽ được ép rất là tinh tế, sát vào vừa khít với hộp chai, và những cái đường chắp nối như thế này không bị lộ lên, ép cực kỳ kinh tế luôn nha. Còn nếu như mà những cái bao ni lông mà nó bị nhúng nhăn hoặc là không vừa với hộp thì khả năng đó là một cái bao ni lông giả được cái người sản xuất nước hoa giả người ta ép ra, chứ không phải là chai nước hoa chính hãng nha. Ngoài ra thì nếu như mà sau khi mình kiểm soát ở ngoài chai nước hoa xong rồi, tất cả các yếu tố đều ok hết, thì mình có thể kiểm tra ở bên trong của chai nước hoa. Ở đây thì em có chuẩn bị một cái chai nước hoa vừa xay, mình có thể kiểm tra được bên trong của chai nước hoa nha. Cái chai nước hoa, một chai nước hoa chính hãng á, thì thủy tinh của chai nước hoa rất là tinh tế, rất là trong, và những cái đường góc như thế này được tinh xảo, rất là tinh xảo, không có bị cộm lên hay là không có bị cứng, hoặc là những cái phần thủy tinh này nó bị dư ra mà ngoài, hoàn toàn là rất là tinh tế, trơn và rất là đẹp nha. Cái chai nước hoa hàng chính hãng á, thì cái thủy tinh của nó làm rất là đẹp, rất là tinh tế nha. Em chào chị Diễm Hương ạ. Rồi em chia sẻ tiếp cho mọi người nha. Cái chai nước hoa tiếp theo á, là mình sẽ xem về cái nắp của chai nước hoa nha. Nắp của chai nước hoa là phải được đậy với chai nước hoa, và cái phần nắp này có thể được làm bằng kim loại hoặc là bằng nhựa tốt nha. Và cái chai nước hoa này khi mình mở chai nước hoa ra thì những cái phần này nhìn rất là sáng, rất là đẹp, không bị rỉ, không bị ra ten nha. Và cái đầu của cái chai nước hoa này cũng không có vướng bợn cặn hay là sần sùi, mình rờ vào rất là trơn và láng nha. Ngoài những cái yếu tố đó ra thì cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là cái yếu tố cái ống vòi xịt của chai nước hoa này nha. Mình có thể kiểm tra nếu như là chai nước hoa hàng chính hãng thì khi mình bơm xịt ra thì những cái xịt đầu tiên á, khi mà chai nước hoa còn ganti thì nó sẽ rất là khó xịt, và lần xịt đầu tiên nếu như mà xịt nhẹ quá thì nó sẽ ra dạng tia. Nhưng nếu như cái xịt thứ hai, thứ ba mình xịt mạnh tay thì cái nước hoa sẽ ra dạng phun sương và không có động lại nước trên da của mình nha. Chai nước hoa này khi xịt thì sẽ ra dạng phun sương và hoàn toàn không động nước trên chai, trên tay của mình khi xịt ra nha, không bị động nước hoặc là phun thành tia nha. Mọi người để ý chai nước hoa được xịt ra là dạng phun sương nha, không, hoàn toàn không hề động nước luôn. Chị Diễm Hương ơi, nếu như mà chị xem rõ thì chị cho em xin một chấm nha, và mình chia sẻ cái livestream này về tường nhà để mọi người có thể cùng xem nha. Mọi người ơi, em không biết là tín hiệu có rõ không, nếu mà tín hiệu rõ thì mọi người đã lại cho em một chấm để em tiếp tục chia sẻ về cách phân biệt của chai nước hoa nha. À, cái chai nước hoa này, chị My ơi, cái chai nước hoa này em đang cầm trên tay á, nó là cái chai nước hoa hàng tester nha, không phải là chai nước hoa hàng full siêu nha chị. Đây là chai nước hoa hàng tester, thì cái chai nước hoa này á, em bán với giá là 1,7 triệu nha. Chai này dung tích là 90ml, đảm bảo hàng chính hãng nha chị. Chị My ơi, chị có nghe thông tin của em không? Chị để lại cho em một chấm với nha. Cái chai nước hoa mà chị hỏi là chai nước hoa này hiện tại là hàng tester chứ không phải là hàng full siêu nha. Em bán với giá là 1,7 triệu nha. À, nếu như mà chị mua chai nước hoa thì chị sẽ được tặng một cái voucher trị giá 100.000 nha. À, chị có thể inbox thêm cho bên em, bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho chị về chai nước hoa này, là cũng đồng thời chốt đơn cho chị luôn nha. À, có giảm nha chị, bên em đang có chương trình giảm giá nha. Nếu như chị lấy chai nước hoa hàng tester như thế này thì bên em sẽ giảm 500.000 trên một chai nước hoa luôn.
em chỉ giảm giá trong cái livestream này thôi, nếu như mà chị chốt đơn hàng với bên em trong livestream này nha. Còn sau livestream này thì chai nước hoa quay về giá gốc của nó là 1,7 triệu nha. Nếu mà mình mua trong livestream thì được giảm tới 500.000 thì chị giá của chai nước hoa này chỉ còn 1,200,000 đồng thôi. Một chai nước hoa Versailles với tông mùi khá là tươi mát nha, 90ml, mình sử dụng được hơn 1 năm rồi nha. Đây là nước hoa hàng chính hãng nha chị. À dạ, nếu như mà chị mua cái chai nước hoa này á thì bên em sẽ có dán tem cho mình nha. Chị nhìn để ý cái màn hình, cái tem của Messi được dán ở dưới đít chai để phân biệt chai nước hoa hàng chính hãng, và có phiếu cam kết bảo hành, có thông tin của Messi nha chị, và có tất cả các thông tin của chai nước hoa bao gồm là tên, dung tích, mã cốt, mã vạch và ngày mua hàng, đảm bảo cho chị là hàng chính hãng. Nếu như mà mình sử dụng phát hiện hàng fake thì bên em hoàn tiền 100% luôn nha chị. Cửa hàng của bên em mà nằm ở số 142 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận nha chị My. Chị có thể đặt hàng online hoặc là trực tiếp đến cửa hàng của bên em luôn để thử tông mùi và kiểm tra chất lượng của chai nước hoa trước khi mình mua nha. Và nếu như mà chị muốn mua với giá giảm thì ở trong livestream này em sẽ giảm giá chai nước hoa này 500.000, chỉ còn lại 1,2 triệu thôi chị nha. Dạ rồi, vậy thì em chia sẻ tiếp về... Dạ em chào chị Thanh ạ. Chị Thanh ơi, chị Thanh có nghe rõ tín hiệu của bên em không ạ? À dạ, hiện sắp tới thì bên em có triển khai một cái chương trình mini giảm giá sale off 20-30% cho một chai nước hoa mini nha. Nếu mà mình quan tâm thì để lại số điện thoại cho bên em. Chị Thanh ơi, nếu mà mình quan tâm về cái giá của chai nước hoa mini á thì mình like cái livestream này và mình chia sẻ về tường nhà của mình thì bên em sẽ lại khuyến mãi cho chị một cái giá tốt nhất nha. Bên em đang có chương trình sale từ 20-30% lận chị nha. Dạ em chào chị Huỳnh Tuyền ạ. Em chào chị Huỳnh Tuyền ạ. Chị vào trong livestream của em xem có rõ thì để lại cho em một chấm nha. Và hiện tại bên em đang có chương trình khuyến mãi, nếu như mà chị like fanpage và theo dõi fanpage này thì mình sẽ có được cái giá ưu đãi khi mà mua nước hoa tại Missy nha chị. Chị Huỳnh Tuyền ơi, chị có nghe rõ thông tin không ạ? Nếu như mà mình nghe tín hiệu rõ thì chị để lại cho em một chấm nha. Mình nhớ chia sẻ cái livestream này về tường nhà để mọi người cùng xem. Và nếu như mà để mua được nước hoa chính hãng với giá ưu đãi tốt nhất á, thì mình có thể theo dõi fanpage, like và theo dõi fanpage để mua được cái giá tốt nhất nha chị. Dạ em chào chị Oanh à, cho em hỏi là chị Oanh muốn hỏi chai nước hoa nào ạ? Chị Oanh ơi, mình đang muốn hỏi chai nước hoa Versailles đang em đang cầm trên tay đúng không chị? Chai nước hoa này thì bên em đang bán với giá 1,7 triệu, nhưng mà ngay trong livestream này nếu như chị share và nếu như chị like và share cái livestream này về tường nhà của mình ở chế độ công khai thì bên em sẽ giảm trực tiếp 500.000 trên chai nước hoa này, chỉ còn lại 1,2 triệu thôi chị nhá. Mình share cái fanpage này về tường nhà của mình ở chế độ công khai thì mình mua được cái chai nước hoa tester này với giá là 1,2 triệu, dung tích là 90ml nha chị. Dạ em nói lại thông tin cho chị Oanh nha, cái chai nước hoa này á, là bên em đang bán với giá là 1,7 triệu là một chai Versailles hồng đậm tester. Nếu như mà trong livestream này chị like share livestream về tường nhà với chế độ công khai thì bên em sẽ giảm trực tiếp 500.000 đồng nha chị. Chai nước hoa này chỉ còn lại 1,2 triệu thôi, với dung tích là 90ml nha chị.
Như đã chia sẻ lúc như đã chia sẻ khi ban đầu khi mà vào livestream á, thì có rất là nhiều anh chị mua nước hoa nhưng mà ngại vì đó không biết là mình có phải mua chai nước hoa hàng chính hãng hay không. Vì thế hôm nay á, là em livestream để hướng dẫn lại một số cách để mình phân biệt nước hoa hàng chính hãng với hàng phay để mình không có mua lầm. Bởi vì nếu mà mình dùng hàng phay á, thì rất có hại cho da nha. Bởi vì nếu như mà nồng độ cồn trong một chai nước hoa nhiều quá khi mà xịt ra da thì mình rất là dễ bị dị ứng, và trẻ em ở xung quanh mình cũng sẽ rất là dễ bị dị ứng với những cái chai nước hoa hàng phay nha. Vì thế nên là em sẽ chia sẻ với anh chị một vài cách để mình có thể phân biệt được chai nước hoa hàng chính hãng qua hàng phay để mình sử dụng an toàn và tuyệt đối luôn nha. Dạ, như lúc nãy em đã chia sẻ thì cái chai nước hoa hàng chính hãng khi mà mình phân biệt thì có rất là nhiều cách. Có những hầu hết tất cả mọi người đều sử dụng cái cách là check mã code. Nhưng mà cái check mã code này nó không có chính xác lắm, là bởi vì tất cả các phần mềm check mã code hiện nay á là được người dùng viết ra. Chỉ cần ai đó có một chút xíu kinh nghiệm trong việc lập trình thì có thể viết ra được cái mã code này. Và cái mã code này được có thể sao y lại được khi mà viết lên phần mềm á, thì tất cả các thông tin là do người dùng cập nhật chứ không phải là do hãng cập nhật. Vì thế là không có độ chính xác và không có độ tin tưởng cao nha. Nên nếu như mà mình dùng cái việc check code để check một cái chai nước hoa hàng thật hay là hàng giả thì cái khả năng mình sẽ mua nhầm hàng giả rất là lớn. Cho nên nó là nếu mà phân biệt chai nước hoa hàng giả thì trước tiên đó là mình nên nhìn tổng thể ở ngoài của chai nước hoa, xem là chai nước hoa này á, tất cả các hoa văn của chai nước hoa, tất cả các chữ của chai nước hoa như thế này có được in sắc sảo hay không, có bị lem mờ hoặc là có bị sai gọi kính tả hay không. Đối với một chai nước hoa hàng giả có thể là nó in những cái chữ như thế này rất là mờ, hoa văn thì không được sắc sảo, màu sắc có thể là bị nhạt nhòa đi, và có một đôi lúc thì còn bị sai lỗi chính tả nữa. Và sau khi mà mình kiểm tra bên cái phần in ấn rồi đó, thì mình có thể xem xét qua cái phần siêu ni lông của chai nước hoa. Đối với một chai nước hoa hàng chính hãng á, thì cái phần siêu ni lông này luôn luôn á, là được ép sát vào hộp và không có bị dư. Tất cả những cái đường ép như thế này đều rất là tinh xảo, không có bị cộm lên. Những cái đường ép như thế này rất là tinh xảo, không hề bị cộm lên. Sau khi mà mình xem xét ngoài vỏ chai nước hoa xong á, thì mình có thể mở ra bên trong để xem xét cái chai nước hoa. Về cái phần thủy tinh của chai nước hoa cũng rất là quan trọng, bởi vì một chai nước hoa hàng chính hãng thủy tinh là nó cực kỳ đẹp, cực kỳ tinh xảo luôn. Và những cái góc cạnh như thế này không bị luôn luôn được mảng nhẵn rờ vào thì không có bị cộm lên hoặc là bị lỗi ở bất kỳ một điểm nào hết. Cả đáy chai cũng vậy nha mấy chị. Đáy chai tất cả những cái đường góc cạnh như thế này đều được thiết kế rất là tinh xảo và được mài dũa rất là gọn, không có bị cộm lên hay là không có bị xấu xí như là cái chai nước hoa mà mình sử dụng hàng phay. Ngoài ra thì cái nắp của chai nước hoa, cái nắp của chai nước hoa thường thì sẽ được thiết kế vừa với chai nước hoa, không bị hở và không bị dư. Như thế này khi mình đóng vào là sẽ khít, hoàn toàn khít. Cái nắp này có thể làm bằng kim loại hoặc là bằng nhựa cứng nha. Và sau đó thì mình sẽ kiểm tra bên trong cái vò xịt. Cái vò xịt của chai nước hoa như thế này là không được đóng cặn. Chai nước hoa bên trong không có đóng bọt khí, nước cũng rất là trong suốt và không có bị cặn hoặc là bị bất cứ một cái vết tích nổi trong cái nước này. Khi mình xách nhẹ chai nước hoa lên đó thì cái bọt khí nó sẽ có và nó tan rất là nhanh nha. Và khi mà mình xịt chai nước hoa thì khi mà xịt ra thì chai nước hoa sẽ là dạng phun sương chứ không phải là dạng vòi nha. Cái chai nước hoa sẽ là dạng phun sương và khi mà lên da của mình thì hoàn toàn không bị đọng nước. Chỉ cần một vài giây sau thôi là cái nước mình xịt lên da nó sẽ không còn bị đọng nước trên da nữa và nó sẽ thành một cái mùi hương rất là dễ chịu. Và chai nước hoa hàng thật nó sẽ có 3 tầng hương khác nhau. Chỉ có 3 tầng hương khác nhau chứ không phải là nồng nàn một chút thôi đó không có mùi. Và nước chai nước hoa hàng thật luôn hương, đối với dòng nước hoa Versailles này thì luôn hương ít nhất là phải được từ 3 đến 6 tiếng nha mọi người. Chai nước hoa Versailles này phải luôn hương từ 3 đến 6 tiếng và tông mùi rất là ngọt. Tông mùi rất là ngọt ngào, thoải mái và dễ chịu. Em chào chị Nguyễn Thị. Em chào chị Hà Nguyễn ạ. À, hai chị mới vừa vào livestream, nếu như mà nghe rõ tín hiệu thì để lại cho em một chấm nha. Chị Hà Nguyễn ơi, chị đã nhận được nước hoa mà bên em gửi trong lần cái mua hàng trước của mình chưa chị ha?
Hiện tại trong tháng 6 này thì bên em đang có chương trình giảm giá siêu hot, từ giảm tới từ 20 đến 30% lận nha chị. Mình nếu mà mình quan tâm đến chương trình khuyến mãi này và muốn sử dụng nước hoa chính hãng á, thì chị có thể like cái fanpage này và theo dõi fanpage để mình mua được nước hoa với giá tốt nhất nha. Dạ chị Thanh ơi, em giảm giá từ ngày hôm nay á chị, một khi mà bên marketing làm xong chương trình đó thì bên em sẽ up trực tiếp lên cho mình luôn, và bên em sẽ giảm giá trong suốt tháng 6 luôn nha chị. Một chai nước hoa khi mà chị mua, một số dòng nước hoa khi mà chị mua thì sẽ được giảm giá 30% nha. Nên em sẽ sale up từ 20 đến 30% cho tất cả các dòng nước hoa ở Mixi luôn. Nếu mà mình quan tâm thì mình like fanpage và mình theo dõi cái trên fanpage này để mình mua được một cái chai nước hoa chính hãng với giá tốt nhất nha. Em chào chị Thúy Nguyễn ạ. Hình như chị Thúy là khách sĩ của bên em phải không ta? Thấy cái tên Kiều Mộng Thúy thấy quen quen. Chị Thúy ơi, nếu như mà chị xem livestream của bên em rõ thì cho em một chấm để em biết tín hiệu của bên em đang rõ nha chị. Em chia sẻ thêm một tí nha, để tránh nếu mà để tránh mình mua nhầm hàng giả, thì ngoài việc kiểm tra ở ngoài hộp, kiểm tra ở chai, kiểm tra vòi xịt, kiểm tra thủy tinh và kiểm tra cái phần xịt phun sương, thì ngoài ra mình còn phải kiểm tra xem là ở tất cả các sản phẩm có chip của store hay không, có chip của store hay không, và chai nước hoa có được cái mình nơi mà mình mua được dán tem, có được dán tem bảo hành và có viết phiếu cam kết bảo hành hàng chính hãng hay không, có đổi trả nếu như mà phát hiện ra hàng fake hay không. Chai, tất cả các chai nước hoa ở Mixi bên em đều có dán tem và viết phiếu cam kết hàng chính hãng, có thông tin của công ty và thông tin của chai nước hoa, cam kết là hàng chính hãng 100%. Nếu như mà trong thời gian sử dụng phát hiện hàng fake thì bên em sẽ hoàn tiền 100% luôn nha. Một chính sách mà có rất là nhiều nơi có họ nói được nhưng mà họ chưa thực hiện được. Còn với Mixi thì em chắc chắn là nếu mà mình mua nhầm một chai nước hoa hàng fake ở tại Mixi thì bên em sẽ hoàn tiền lại 100% luôn, nếu chai nước hoa đó có dán tem của Mixi và có phiếu cam kết bảo hành của Mixi nha. Thì nếu mà phát hiện hàng giả trong quá trình sử dụng, bên em sẽ hoàn tiền 100% luôn.
Dạ em thấy là chị Thúy vừa mới vào xem livestream á, thì em sẽ chia sẻ lại với chị là nãy giờ em trao đổi với mọi người về cái cách mà mình phân biệt hàng chính hãng với hàng fake á. Thì ở đây á, khi mà mình phân biệt hàng chính hãng với hàng fake, ngoài cái mã code như lúc nãy em đã chia sẻ, thì cái mã code này á nó không có được chính xác lắm khi mà mọi người check code với lại cái mã như thế này. Bởi vì cái mã này á, là thứ nhất là mình có thể sao y được, và thứ hai á, là phần mềm check mã không phải là phần mềm chính hãng. Đây là phần mềm của những người họ dùng, họ viết ra được phần mềm. Giống như là chỉ cần một ai đó có một chút xíu cái kiến thức về lập trình thì họ có thể viết ra được cái phần mềm check code như thế này. Thì những cái thông tin này đó là do chính cái người viết phần mềm mà tự động cập nhật lên, nên nó không có độ chính xác và cũng không ai xác nhận về độ chính xác đó. Kể cả cái mã chip này thì mình vẫn có thể, cái mã này, em xin lỗi, cái mã vạch này thì mình vẫn có thể sao y được nha. Vì có một số phần mềm ở Việt Nam đó, nếu mà mình check cái mã này lên thì nó có thể hiện ra một cái chai nước hoa không có thông tin và cho phép người check code cập nhật lại thông tin. Vì thế nên là nó hoàn toàn không chính xác và mình hoàn toàn không thể kiểm tra được mã vạch để biết được là chai nước hoa này có phải là hàng fake hay là không. Ngoài và sau nếu mà mình muốn biết cái chai nước hoa này có phải là hàng fake hay là không, thì đầu tiên á là mình sẽ phải kiểm tra ở ngoài cái hộp chai nước hoa xem là hoa văn của cái chai nước hoa này có được in sắc sảo hay không, có bị lu mờ hoặc là bị lem hay là không. Những cái chai nước hoa hàng thật đó thì tất cả các hoa văn đều in rất là sắc nét, màu sắc rõ ràng và rất là tươi tắn. Những cái phông chữ này cũng rất là chuẩn và những cái chữ này cũng không bị in mờ hay là nhè. Còn những cái chai nước hoa mà hàng fake á thì màu sắc của nó có thể là bị nhợt nhạt đi và không đúng với cái màu chuẩn. Thứ nhất, thứ hai là hoa văn được in không có rõ hoặc là bị nhòe. Thứ ba là cái thường thương hiệu á, có một số chai bị in sai lỗi chính tả nữa. Nếu mà những cái phần này thì mình phát hiện rất là nhanh. Tuy nhiên là hiện tại á, những cái nước hoa hàng fake bây giờ người ta làm rất là tinh xảo, đôi lúc á, mình không có phát hiện được. Nhưng mà nếu như mà mình cầm một cái chai nước hoa ở bên trong như thế này thì mình sẽ kiểm tra cái thủy tinh của nó. Cái thủy tinh của chai nước hoa hàng chính hãng á, được làm rất là sắc sảo. Cái chai nước hoa trong và không hề có một cái lỗi nào hết. Những cái đường này của cái chai nước hoa nó cũng rất là mịn và nó rất là đều, không bị cộm lên bởi những cái dáng nối của cái thủy tinh vào cái chai nước hoa này. Thứ nhất, thứ hai là cái nắp của cái chai nước hoa khi mà đậy vào cái bình nước hoa thì nó vừa khít luôn và cái nắp được thiết kế rất là tinh xảo. Những cái phần lõi trong cái như thế này này nó thiết kế rất là tinh xảo và hoàn toàn không có bị ra ten hay là hư hỏng gì hết. Và cái chất liệu của cái nắp này có thể là bằng thủy tinh hoặc có thể là bằng nhựa hoặc là bằng kim loại. Tuy nhiên là nó là làm được từ những cái kim loại và nhựa cao cấp. Và ngoài ra thì cái chai nước hoa này khi mà mình xịt thì nó sẽ ra dạng phun sương. Xịt chai nước hoa thì là dạng phun sương, không phải là dạng vòi. Và khi mình xịt lên tay thì nước không bị đọng nước lại trên tay và rất là nhanh thôi. Cái nước này khi mình xịt ra nó sẽ bay lên mà có những cái mùi hương rất là dễ chịu. Thì những cái chai nước hoa này là những chai nước hoa hàng thật. Ngoài ra thì cái code ở bên trong của cái chai nước hoa, cái code ở dưới đít chai nước hoa này cũng sẽ phải giống với cái code của cái hộp. Ở đây code của hộp có thể được in mờ, mình lên nhìn lên màn hình thì có thể mình khó thấy. Nhưng mà nếu mình phân biệt ở ngoài thì cái code được in mờ trên vỏ hộp hoặc là in trong chai thì nó phải giống nhau. Dạ rồi, hôm nay á, thì em có chia sẻ với mọi người về cái cách phân biệt của chai nước hoa hàng chính hãng, đồng thời đó là cũng muốn giới thiệu với mọi người về chương trình giảm giá từ 20 đến 30% trong tháng 6 này tại Mixi. Nếu mà mọi người quan tâm đến hàng chính hãng và muốn mua với giá ưu đãi tốt nhất á, thì mình like cái fanpage này và mình theo dõi để mình có được những cái giá tốt nhất nha. Em xin phép chào mọi người và hẹn mọi người trong livestream ngày mai vào lúc 21 giờ nha. Ngày mai thì bên em livestream để công bố cái chương trình khuyến mãi để dành cho những cái chị em phụ nữ nào mà quan tâm đến hàng chính hãng nha. Dạ rồi, mình đón xem livestream vào 21 giờ tối ngày mai. Mình chơi một trò chơi vui với nhau và mình sẽ có nhận được phần thưởng cũng như là có thể mua nước hoa chính hãng với giá ưu đãi tại Mixi nha. Em chào mọi người nha.